Xin chào các bạn. Mở máy quay lên một phát là cười không thể nào ngậm được miệng luôn. Long Karol Si. Video ngày hôm nay sẽ là một video mà mình chia sẻ với các bạn những cái outfit mà mình đã mặc Tết này, Tết năm 2022. Thực sự là Tết năm nay là một cái Tết siêu lạnh ở Hà Nội luôn. Và mình thực sự không có ấn tượng về việc là lần cuối cùng mình đón một cái Tết lạnh như thế này là từ bao giờ nữa. Hoặc cũng có thể là chưa bao giờ có trong lịch sử. Và nói đến cái chuyện ăn mặc ngày Tết thì gần như là rất nhiều năm trở lại đây rồi mình không có thói quen là mua sắm quần áo mới mỗi dịp Tết về. Thế nên là năm nay khi mà nghe đài báo nói về việc là Hà Nội sẽ có một cái mùa Tết rất là lạnh, cộng với cả số ca nhiễm Covid vẫn duy trì ở mức cao, thì mình đã xác định là mình sẽ chỉ mặc áo phao đi qua đi lại rồi. Tuy nhiên, chỉ sau ngày mùng 1, với việc là mình mặc áo phao và một vài đồ giữ ấm cơ bản đi vào thăm nhà nội nhà ngoại, cảm thấy rất là buồn chán. Với cái bản chất mà không mặc đẹp thì không vui của mình thì mình đã không thể nào mà sống được tiếp như thế đến ngày mùng 2 chỉ để mặc, chỉ để giữ ấm thôi. Thì đó là một cái việc mà mình cảm thấy nó chưa được thỏa mãn cho lắm. Và tối mùng 1 mình đã đứng trước giá quần áo của mình và xem là mình thực sự có thể làm gì với những cái quần áo mình đã sẵn có hiện tại. Thực sự là số lượng quần áo mình có không hề nhiều, bởi vì là trong năm vừa qua thì thỉnh thoảng mình lại làm những cái đợt pass đồ nhỏ nhỏ ở trên Instagram của mình. Thì mỗi lần tầm 5-7 món đồ gì đấy, thế là tủ đồ của mình gần như là chẳng còn lại gì cả. Một vài chiếc áo khoác, một vài cái sơ mi, rồi là áo cổ lõ căn bản. Nhưng mà cũng không sao cả, bởi vì là mình nghĩ là mình có thể chơi được. Và kết quả là chúng ta có video của ngày hôm nay, Winter Outfit Ideas của mùa đông năm 2021, version 2021. Năm ngoái, năm 2020 thì mình cũng đã làm một video về gợi ý các outfit mùa đông rồi và cũng được mọi người rất là đón nhận. Thế nên là đây là version của năm nay, diễn ra vào dịp Tết 2021-2022. Đây cũng là một cái video mà vừa để mình chia sẻ với các bạn và cũng vừa là để mình, bản thân mình mỗi năm nhìn lại xem là cái phong cách ăn mặc của mình qua từng năm nó có thay đổi gì không, cũng là để một sự gọi là tự self-reflection của bản thân mình luôn. Bởi vì video này mình sẽ không quay voiceover diễn tả hoặc là miêu tả cho các bạn cái ý tưởng phối đồ của mình khi mà quay đến một outfit. Thế nên là mình nghĩ là có lẽ là sẽ hữu ích hơn cho mọi người khi mà mình cũng nói qua về cái ý tưởng phối đồ của mình, để mọi người có thể xem là mình có thể áp dụng như thế nào từ những cái món đồ sẵn có trong tủ đồ của mọi người nhá. Một số tips ăn mặc mùa đông của mình có thể nói đến, ví dụ như bản thân mình cũng là một cái khung người khá là cao to rồi, thế nên là để tránh cái việc mà trông tổng thể outfit của mình rất là cồng kềnh thì mình sẽ hay tạo ra một cái lớp base là đồng màu, ví dụ như là all black hoặc là all white. Và mọi người sẽ thấy cái tip này được mình ứng dụng trên 2 trong số 5 cái outfit mà mình chia sẻ với mọi người trong video này. Và với cái việc mà chúng ta tạo ra một cái lớp base, lớp foundation đơn giản và đồng màu như thế thì chúng ta có thể thoải mái khoác lên mình những cái chiếc áo khoác sặc sỡ hơn hoặc là blazer oversize một chút thì trông cũng không bị lùng bùng, rối mắt. Và cái việc tạo ra một cái lớp base trơn màu như thế cũng giúp chúng ta trông cao hơn và hạn chế cái việc trông quá là đô. Và tip thứ hai, vào mùa đông thì chắc chắn rồi, trong outfit của chúng ta sẽ luôn có ít nhất là một chiếc áo áo len hoặc là áo cổ lọ. Thì để giữ ấm cơ thể tốt hơn, mình sẽ luôn luôn thêm một hoặc là hai chiếc áo phông hoặc là áo tay dài mỏng mỏng thôi ở phía bên trong của áo len để giữ ấm cơ thể. Cái việc này thì bạn có thể chọn cho áo phông lộ ra bên ngoài của cái áo len cổ tròn của các bạn hoặc là che giấu đi hoàn toàn đều ok, không có vấn đề gì cả. Thì đó là một cái cách mà mình luôn luôn áp dụng để có thể ấm và có thể đẹp at the same time. Và bây giờ thì mời các bạn cùng xem video. Đây có lẽ là một video cũng ngắn thôi, thế nên là thế nên là không có gì cả. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong một video khác nữa nhé. Hy vọng là video này đã giúp được mọi người và cảm ơn mọi người. Like, subscribe if you like it. Thank you and see you next time. Bye bye.
I don't know.